một điều này thôi nhé. Mình xin được chia sẻ một lời bài hát của nhạc sĩ Phú Quang, điều giản dị những người đối với mình. Người yêu ơi, dù mai ngày cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy yêu em. Thật sự là tuyệt vời. Và tình yêu theo như chúng tôi biết đó chính là điều quan trọng nhất trong một kinh thánh của người Do Thái, phải không ạ chị Hải Lý và anh chính là trong kinh Torah.